Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh vẽ đường tròn circle trong cái sketch của SolidWorks. Thì ta mở SolidWorks lên nè. Ta mở một cái bảng giấy mới. Vô cái chọn cái path, ok. Mở một bảng giấy chi tiết lên đó. Sau đó ta vô sketch nè. Các bạn vô new sketch nè. Chọn cái mặt dặn mặt phẳng để vẽ nè, chọn front lane nè. Đó. Đây cái lệnh vẽ đường tròn nằm đây các bạn. Đây. Thì để vẽ đường tròn ở trong SolidWorks này nó cho ta hai cách vẽ. Cách vẽ thứ nhất á, là vẽ tâm và bán kính ha. Đây tôi vẽ thử cái cách thứ nhất cho các bạn xem nha. Chọn vô này nha. Rồi ví dụ mình chọn cái tâm nè, lít chọn vô góc tọa độ kéo ra lít đó. Sau đó mình có thể khai báo các cái bán kính ở đây. Ví dụ tôi khai báo bán kính 50, enter đó, hoặc là tôi có thể dùng cái ghi kích thước để khai báo bán kính. Tôi đè phím phải chuột đẩy lên phía trên tôi lít vô cái đường tròn, tôi kéo ra đó, nhập 100 vô. Ok, đây là đường kính. Ok, đó là cách thứ nhất nha. Bây giờ cái cách thứ hai để vẽ đường tròn, đó là vẽ đường tròn đi qua 3 điểm đây, lít vô đây. Đó, tôi chọn điểm thứ nhất nè, không chọn điểm thứ hai nè, đó, và chọn điểm thứ ba. Đó, thì tôi sẽ vẽ được đường tròn đi qua 3 điểm. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái tam giác nha. Tôi vẽ trước một cái tam giác bằng lệnh line nè, chọn vô lệnh line vẽ nè, vẽ đại một cái tam giác như này. Đó, tôi vẽ tam giác dự hình, escape ra. Sau đó tôi chọn cái lệnh vẽ đường tròn nè, đi qua 3 điểm nè. Điểm thứ nhất nè, điểm thứ hai nè, điểm thứ ba nè. Đó. Ok, lâu nó lại. Đó. Bây giờ ta sẽ vẽ cái bài tập cụ thể nha. Đây, bây giờ tôi sẽ vẽ một cái đường tròn mà đường kính là phi 60 và cái chiều chiều cao nó là 30 nha. Tôi vẽ cái đường tròn đáy xong tôi ép chút nó lên. Đây. Bây giờ tôi delete cái này đi nha. Tôi đóng cái này đi, không có sale. Rồi, giờ tôi new cái sketch mới nè. Đó, tôi chọn vô mặt phone lens luôn nè. Các bạn quay nè, đó, mặt phone lens nè. Thích chưa? Vuông góc, rồi vẽ cái đường tròn. Đây, cái đầu tiên nha, tâm và bán kính nha. Click vô ngay góc tọa độ nè, các bạn nên nha, nên vẽ vô góc tọa độ nha. Tại vì nó có cái cơ sở, rồi kéo ra nè, click đại nè. Đó, xong các bạn đè phím phải chuột đẩy lên phía trên nó ra lên ghi kích thước nè, rồi click vô đây kéo ra. Đó, cái này là 60 nè, ok nè. Xong các bạn finish cái kết này đi. Đó, các bạn quay nghiêng một tí này, vô a feature nè, vô edge chút nè. Đó, edge chút thì nó sẽ đùng nó lên ha, lên bề dày 10 nè, 20 nè, 30 nè. Ok, đó đây là hình thứ nhất nha. Bây giờ tôi qua cái hình số 2 là cái hình 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 kiếm như cái trục hay một cái trục có cái đường kính là phi 100, chiều dài 100 nè. Sau đó nó có cái bậc nhỏ nè là phi 70, chiều dài cũng 100 luôn. Đây hình số 2 này nha. Đây tôi sẽ qua SolidWorks nè. Tôi vô sketch nè, rich sketch nè. Đó, bạn bấm vô đây. Tôi vẽ trên cái mặt phân lên này luôn các bạn bấm vô cái mũi tên màu đen đen đây, rồi các bạn chọn cái mặt phân lên nè, bấm vô đó, rồi cần trên số 8 nó sẽ quay vuông góc rồi kéo qua đây. Các bạn chọn lệnh vẽ đường tròn nè, lít đại đen điểm kéo ra đó, ghi kích thước nè, đè phím phải chuột đẩy lên trên, lít vô kéo ra. Này là đường kính là 100 nè, enter đó, thấy chưa. Sau đó mình finish cái kết này đi, mình sẽ vô feature nè, mình edit chút nó lên. Đó, các bạn quay nghiêng nè, đó đè phím dưới chuột lần nghiêng nè. Nhập vô đây là 100 nè, enter đó, chiều dài nó 100 đó. Rồi tiếp theo là cái bậc nhỏ ở trên thì tôi cũng vô sketch nè, tôi click sketch nè. Đó, chọn lên cái mặt trên này, click chọn lên cái mặt tròn trên này nè, click vô đó, cần trên số 8 để nó quay vuông góc. Rồi tôi cũng gọi lên vẽ đường tròn ha, click vô đây, các bạn đưa ra ngoài đây ha, đưa ra ngoài đây,
Đó, đưa vô đây khoảng 2-3 giây nó sẽ hiện cái nút tâm này. Mình đưa vô lại, lít vô cái nút tâm, kéo ra. Đó, rồi ghi kích thước, đè phím phải chuột đẩy lên phía trên, lít vô đây, kéo ra. Ví dụ phi này là phi 70 đúng không? Enter. Đó, vậy là được cái đường tròn nằm trên cái bề mặt trên của cái khối trụ này. Sau đó mình finish cái kết này đi. Sau đó mình vô cái feature, mình vô edge nè. Đó, thấy không? Thì nó sẽ đẩy lên bao nhiêu, 100 thì nhập số 100 vô đây. Ok. Đó, vậy là tôi vẽ được cái hình số 2 rồi. Đây. À, bây giờ ta qua cái hình số 3 nè. Hình số 3 này mình phân tích nè. Đây là một cái tam giác đều ha. Tam giác đều cạnh 100. Đó. Thì mình add chút nó lên ha. Khoảng cách là bề dày nó là 10, sau đó mình vẽ cái đường tròn. À, add chút nó lên. Thì tôi vẽ như sau, có nhiều cách vẽ nha các bạn. Tôi cũng gọi cái sketch này, tạo sketch nè. Vô sketch nè. Không, bấm vô cái nút mũi tên này. À, vô cái phần lên này cũng vẽ trên mặt trước ha. Đó, rồi quay vuông góc nè. Các bạn có thể bấm phím khoảng trắng rồi chọn vô cái nút này. Đó, nút này tương ứng với nút cần trên số 8 đó. Đó, nó sẽ quay vuông góc. Đây nha. Các bạn bàn nó qua ha, đè giữ cần trên và con lăn kéo nó về bên trái. Rồi, xong tôi sẽ vẽ cái tam giác trước. Đây, line nè. Lít đạn điểm này kéo qua nè. Đó, lít đạn điểm này kéo lên nè. Lít đạn điểm kéo xuống nè. Lít đạn điểm. Rồi tôi ghi kích thước nè, đè phím phải chuột đẩy lên phía trên. Cạnh này là 100 nè. Enter nè. Góc này ha là 60 độ, lít vô đây, đó, nhập vô đây 60 độ. Enter nè. Rồi lít vô cạnh này. Kéo ngang ra, các bạn kéo ngang nha, kéo thẳng lên đây là nó ghi theo phương ngang. Kéo nghiêng qua đây ha, kéo ngang qua đây là nó ghi theo phương đứng. Mình kéo xiên xiên ha, xiên xiên là nó song song, đường kích thước nó song song với cái cạnh này. Đó là nó ghi theo chiều dài của cạnh này, nhập 100 vô. Đó, đây là tam giác đều. Sau đó mình sẽ vẽ cái đường tròn ở trong bằng cái lệnh vẽ đường tròn mà đây. Đường tròn đi qua 3 điểm hoặc là tiếp xúc nè. Đưa vô đây. Nó hiện cái dấu tiếp tuyến lít. Đưa vào đây hiện dấu tiếp tuyến lít. Đưa vào đây hiện cái dấu tiếp tuyến lít. Đó. Xong mình finish. Rồi. Sau đó mình sẽ add chút qua thẻ add chút này, add chút lên nè. Đó, tôi add chút cạnh này. Cạnh này. À, cái vùng này, vùng này. Add chút lên bao nhiêu? 10 thôi. Nhập số 10 vô đây. Enter. Ok. Đó. Sau đó tôi sẽ coi, tôi bấm vô cái hình này. Đó, thì cái khối này nè là ở cái edge 4 nè, mình bấm vô mũi tên này. À, mình bấm vô cái sketch này nè. Tức là mình muốn sử dụng lại cái kết này á, mình là vô edge nè. Mình bấm vô cái kết này nha, mình vô edge nè. Đó, xong cái mình bấm vô cái đường tròn giữa nè. Đó, tôi sẽ edge lên 20 để nó lồi cái bậc lên đây các bạn xem nè. Thấy không? Cái bậc này lên đây. Tức là bề dày này là 10, bề dày này 10 nữa là tổng từ dưới đáy này lên đây là 20. Thấy chưa? Ok. Đó, để tôi được cái hình này. Rồi. Bây giờ cái hình thứ tư. Hình thứ tư là cái tam giác nè. Tam giác này. À. Thì đây. Tôi vẽ nha. Vô sketch nè, new nè. Bấm vô mũi tên nè. À, vô cái thằng front lens này luôn. À, bấm phím khoảng trắng nè. Vô nó này, bấm vô nút này. Rồi, tôi vẽ kế bên đây. Tôi cũng vẽ cái tam giác. À, tam giác lít nè, kéo ra nè. Lít nè. Lít nè. À, lít vô đây. Sau đó tôi ghi kích thước này, đè phím phải chuột đẩy lên phía trên nè. À, tôi vẽ cái tam giác này ha, vẽ ra hình dạng tam giác thì nó bị sẹo kệ nó. Chủ yếu cái cạnh này nó thẳng ngang là được. Rồi, đích vô đây, cạnh này 100. Enter. Sau đó tôi dùng ha, các cái kiểu ghi kích thước để tôi khống chế. Này góc này 60. Enter. Được chưa? Rồi cạnh này 100. Enter. Đó, nó sẽ điều lại. Thấy chưa? Sau đó tôi mới dùng cái ghi cái vẽ đường tròn ha. À, đi qua 3 điểm nè, lịch nè. Đó, điểm thứ nhất nè, điểm thứ hai nè, điểm thứ ba nè. Đó, ok.
Sẽ là tôi finish cái sketch này đi. Enter cần chân z lại rồi. Nó bị một cái lỗi gì vậy lại. Đây. Đây. Click đây. Ok nè. Đó, finish nè. Xong adjust nó lên. Adjust nó lên. Đây, quay nghiêng nó một tí. Bây giờ tôi sẽ cho cái chọn vô ha. Các bạn có thể bấm vô cái mũi tên này ha, để chọn cái sketch mình coi cái sketch này nè, mình vẽ ở sketch 6 này, mình click vô cái 6 nè. Đó, sau đó mình chọn cái dùng này, chọn dùng này, chọn dùng này. Lên bao nhiêu? 10 thôi. Đó, bấm như này 10 thôi, ok. Rồi mình mới bấm vô cái S chút 6 này, mình bấm vô cái sketch nha. Mình vô S chút lần nữa. Tức là mình từng dùng lại cái sketch á, lít vô đây. Mình sẽ cho cái này lên bao nhiêu? 20. 20 thôi. 20 nha. Rồi. Ok. Như vậy ta vẽ được các cái chi tiết ta nè. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn vẽ xong cái lệnh vẽ đường tròn kết hợp với các lệnh etude. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau. Các bạn nhớ subscribe, share và like cái kênh của mình nha, để nhận các bài tập kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn.